Trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ở Sochi hôm 4 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố cuộc phản công của Ukraine không bị đình trệ mà đã thất bại hoàn toàn và ông hy vọng điều này sẽ được duy trì. Chính quyền Kiev đã thực sự thừa nhận những tổn thất to lớn mà lực lượng vũ trang của họ phải gánh chịu trong cuộc xung đột quân sự với Nga. Số lượng binh lính thiệt hại ngày càng nhiều, nhưng điều quan trọng nhất là Ukraine đang thực hiện các bước đi dường như là tuyệt vọng để bổ sung nhân lực cho quân đội của mình. Và đối với nhà lãnh đạo Zelensky, cũng như đối với toàn thể đất nước Ukraine, đây là điều không mấy tốt đẹp. Bình luận quốc tế hôm nay xin gửi đến chủ đề Ukraine đánh tắt tay, tập hợp những người cuối cùng ra trận chống Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang rơi vào bế tắc. Một mặt, ông tuyên bố ý định tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, dù ông đã nhiều lần hứa rằng sẽ chỉ làm tổng thống một nhiệm kỳ. Mặt khác, Zelensky lại cho biết tướng lĩnh quân đội đề nghị ông huy động nhiều quân hơn. Còn một điều khác trở nên thách thức hơn nhiều đối với chính quyền Kiev. Cuộc xung đột rõ ràng có xu hướng kéo dài và Zelensky đã nhận thấy rõ rằng Ukraine không có đủ nguồn lực cho một cuộc chiến kéo dài và tiêu hao. Trên thực tế, số lượng binh sĩ thực chiến hiện tại không đủ đáp ứng nhiệm vụ. Trước hết, tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine ước tính từ 60 đến 400 ngàn người. Theo báo cáo từ Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine mất hơn 66.000 binh sĩ và khoảng 7.600 khí tài sau 3 tháng mở chiến dịch phản công lớn. Quân đội Ukraine liên tục tập kích các mục tiêu dân sự và gọi những vụ tấn công khủng bố này là chiến thắng quân sự nhằm che giấu thất bại của cuộc phản công. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhấn mạnh tình hình căng thẳng nhất hiện nay là mặt trận Zaporizhia, nơi Kiev đang huy động những lữ đoàn dự bị chiến lược mạnh nhất trong biên chế nhằm cố gắng tiến hành chiến dịch phản công dù tổn thất khổng lồ. Nhà lý luận quân sự Edward Ludwig cảnh báo Ukraine chỉ có thể gia tăng gấp bội số lượng binh lính trong các đơn vị để bù đắp lại cho những yếu điểm trước ưu thế vượt trội của Nga. Một năm trước, số lượng binh sĩ Ukraine được cập nhật là khoảng 1 triệu người. Bây giờ, thậm chí còn không có những báo cáo và ước tính sơ bộ nữa. Nhưng rõ ràng, quy mô của quân đội Ukraine đã sụt giảm hơn so với năm trước. Hiện, chính phủ Ukraine đang nỗ lực chiếm ưu thế trên chiến trường, điều cần thiết để kết thúc cuộc xung đột theo hướng có lợi cho Kiev. Vậy nên, Kiev đang tuyển quân khắp đất nước, nhưng không mấy dễ dàng. Bởi thứ nhất, đây cũng được xem là một chiến dịch lập lại trật tự tại các cơ quan đăng ký nhập ngũ. Nhiệm vụ ở đây không phải là tăng năng suất cho các cơ quan đăng ký và nhập ngũ, mà khôi phục niềm tin vào toàn bộ hệ thống quốc phòng khi nạn tham nhũng đang bén rễ. Tổng thống Zelensky đã sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Zhenikov. Thứ hai, vòng tròn những người phải thực hiện nghĩa vụ quân sự ngày càng mở rộng. Đặc biệt, chính quyền Kiev sẵn sàng huy động cả những người có sức khỏe hạn chế, bệnh nhân vào cuộc chiến. Thật khó để xem đây là một điều gì khác, ngoài việc gọi đây là nỗ lực thu thập binh lính cuối cùng để chiến đấu. Theo tờ Le Figaro của Pháp, kể từ khi bắt đầu chiến tranh, 13.600 người Ukraine đã bị bắt khi cố gắng rời khỏi đất nước bất hợp pháp. Khoảng 6.100 người nữa bị bắt vì làm giấy tờ giả. Theo Bộ Nội vụ Đức, hơn 163.000 người Ukraine trong độ tuổi quân sự đã nhập cảnh vào nước này kể từ khi bắt đầu xung đột. Câu hỏi đặt ra là về mặt quản lý, có bao nhiêu người Ukraine bị gọi điện nhập ngũ? Một mặt, dân số Ukraine không quá lớn. Theo tính toán của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev, dân số nước này chưa đến 20 triệu người. Chưa kể, một nửa trong số đó là hưu trí. Nghĩa là, ngay cả trong trường hợp tổng động viên, chỉ có thể tin tưởng tối đa 5 triệu người. Mặt khác, chỉ gọi điện nhập ngũ thôi là chưa đủ. Cần phải trang bị vũ khí, huấn luyện, cung cấp những thứ họ cần. Ở đây, khả năng của Ukraine phần lớn đã cạn kiệt. Và trong khi các đồng minh vẫn còn cung cấp vũ khí và đạn dược, thì không có nơi nào trên đất nước Ukraine có thể huy động được sĩ quan và trung sĩ. Rõ ràng, Ukraine không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến tiêu hao sinh lực. Việc Kiev đang tăng cường huy động lực lượng không chỉ mang tính biểu tượng mà nó còn thể hiện sự tuyệt vọng. Đồng thời, không loại trừ khả năng trong những tháng tới, lực lượng vũ trang Ukraine vẫn có thể tiến hành các hoạt động tấn công,
và thậm chí đạt được thành công dù hạn chế. Ngoài ra, Ukraine tăng cường tiến hành các hoạt động khủng bố trên lãnh thổ Nga và điều này sẽ không dừng lại, ngay cả khi đạt được một số thỏa thuận hòa bình. Một nguyên nhân dẫn đến hao hụt binh lính của Ukraine ở chỗ Kiev phạm phải sai lầm khi phân tán binh lực trước phòng tuyến của Nga. Phát động chiến dịch phản công quy mô lớn từ đầu tháng 6, sau nhiều tháng tập kích sâu trong lãnh thổ do Nga kiểm soát, Kiev hứng chịu tổn thất nặng trong giai đoạn đầu của phản công, khiến họ quyết định chuyển sang chiến thuật phân tán lực lượng, tiến công trên nhiều khu vực và hạn chế thương vong. Động lực chính trong nỗ lực phản công của Ukraine hiện nay là các nhóm xung kích nhỏ với 8-10 binh sĩ mỗi nhóm. Họ được giao nhiệm vụ đánh chiếm từng chiến hào, vạt rừng và ngôi nhà trên hướng tác chiến. Phương án này giúp hạn chế thiệt hại về người và khí tài do bãi mìn, nhưng khiến tốc độ tiến quân của Ukraine trở nên rất chậm chạp. Trong vòng 11 tuần chiến đấu ác liệt, các đơn vị Ukraine tiến được chưa đầy 15 km trên 3 trục tác chiến thành công nhất. Tình báo Mỹ gần đây nhận định Ukraine sẽ không đạt được mục tiêu chiến lược của cuộc phản công giành lại thành phố Melitopol, trung tâm hậu cần và chỉ huy trọng yếu của Nga, cũng như chia cắt lực lượng Nga tại các tỉnh Kherson, Zaporizhia với vùng Donbass. Thay vì tập trung vào mục tiêu đó, các chỉ huy Ukraine lại phân tán binh sĩ, hỏa lực đồng đều ở mặt trận phía đông và nam. Kết quả là nhiều đơn vị Ukraine đang tập trung gần thành phố Bakhmut và các đô thị miền đông hơn là hướng Melitopol và Berdyan, vốn là các mặt trận có ý nghĩa chiến lược lớn hơn nhiều. Nói cách khác, quân đội Ukraine đang bố trí lực lượng sai cách nên không đạt được hiệu quả tác chiến như kỳ vọng. Giới chức Mỹ từng khuyến cáo quân đội Ukraine tập trung sức mạnh cho mũi tiến công nhắm tới Melitopol và dốc toàn lực để xuyên thủng phòng tuyến Nga tại khu vực này. Tuy nhiên, các đơn vị Ukraine đang quá phân tán, nhịp độ phản công chỉ có thể thay đổi khi Kiev điều chỉnh chiến thuật và áp dụng những biện pháp quyết liệt hơn. Ukraine tiến hành chiến dịch phản công lớn đã gần 3 tháng, nhưng vẫn chưa chạm tới phòng tuyến Surovikin, tuyến phòng thủ đầu tiên của lực lượng Nga được xây dựng từ cuối năm 2022, theo lệnh của tướng Sergei Surovikin. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba hôm 31 tháng 8 yêu cầu những người hoài nghi về tốc độ của cuộc phản công hãy im lặng và tự đến nước này để thử cố gắng giải phóng một tấc đất. Giới chức Mỹ nhận định có một số dấu hiệu cho thấy Ukraine bắt đầu điều động những đơn vị dày dạn kinh nghiệm từ phía đông xuống hướng nam. Tuy nhiên, các lữ đoàn thiện chiến nhất của họ cũng chịu thương vong nặng, đến mức phải thay quân nhiều lần. Số lượng sĩ quan chỉ huy có kinh nghiệm ngày càng thu nhỏ, trong khi nhiều trung đội chỉ có thể duy trì sức chiến đấu nhờ binh sĩ quay lại chiến tuyến sau khi điều trị thương tích. Ở một góc nhìn khác, trong bài bình luận trên Forbes, chuyên gia quân sự David Ace lại bày tỏ quan điểm ngược lại và cho rằng những chỉ trích về việc Ukraine đã phân bổ sai binh lực là sai lầm. Việc kiểm soát được làng Rabotino cho thấy chiến dịch phản công của Ukraine vẫn duy trì được động lực dù chậm rãi, bởi ngôi làng này chỉ cách Melitopol khoảng 80 km. Chuyên gia Ace cho rằng Ukraine có thể duy trì đà tiến được tới đâu không phải do phân tán binh lực thế nào mà chất lượng của lực lượng dự bị ra sao. Quân đội Ukraine cho thấy họ đã bảo tồn được lực lượng dự bị chiến lược quan trọng để tung ra vào thời điểm phù hợp, thay vì dồn hết quân vào một mũi để đánh tắt tay. Dù vậy, phần lớn giới chuyên gia cho rằng tốc độ tiến quân của Ukraine hiện nay có thể không thay đổi được cục diện chiến trường. Binh sĩ Ukraine phải di chuyển trên địa hình bằng phẳng và trống trải, trong khi lực lượng Nga sở hữu phòng tuyến kiên cố và được ngụy trang kỹ. Những bãi mìn vẫn là trở ngại lớn khi Nga có thể giải mìn ở những nơi công binh Ukraine đã giả phá trước đó vài giờ, thậm chí cho máy bay không người lái thả bom vào những bãi mìn khiến tất cả nổ tung. Nhiều quan chức tình báo và quân đội Mỹ tỏ ra khó hiểu khi Ukraine tiếp tục dồn lực vào thành phố Bakhmut thay vì tập trung quân cho mũi tiến công ở miền Nam, đồng thời nêu quan điểm rằng dường như Tổng thống Volodymyr Zelensky bày tỏ mong muốn giành lại lãnh thổ chỉ dừng lại ở những tuyên bố khẩu chiến. Còn thực tế thì đang chứng minh điều ngược lại. Giờ là lúc chính trị nên đứng sau một bên và nhường chỗ cho chiến lược quân sự phù hợp. Các nhà hoạch định chiến lược Mỹ cho rằng Ukraine chỉ cần duy trì lượng nhỏ binh lực gần Bakhmut
để cầm chân quân đội Nga, ngăn họ biến thành phố chiến lược thành bàn đạp tấn công những khu vực lân cận. Còn hiện tại, Kiev đang bố trí quân số đủ để giành lại thành phố, nhưng nó không mang lại nhiều lợi ích chiến lược mà sẽ gây thương vong lớn. Khước từ mọi khuyến nghị từ phía đồng minh Mỹ, Ukraine đã bảo vệ chiến thuật hiện nay, cho rằng cần gây áp lực tại Bakhmut và sẵn sàng đối phó với những cuộc tấn công hiệp đồng của Nga ở hướng Đông Bắc. Kiev lập luận rằng những lời chỉ trích vang lên từ Washington bắt nguồn từ những sĩ quan chưa từng trải qua những cuộc chiến cường độ cao và quy mô lớn như hiện nay. Học thuyết tác chiến của quân đội Mỹ cũng chưa bao giờ được thử lửa trong môi trường như Ukraine. Ở đó, lực lượng Nga không ngừng gây nhiễu liên lạc và hệ thống định vị vệ tinh GPS, đồng thời làm chủ hoàn toàn vùng trời tại tiền tuyến. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chủ đề sau.